gà rán phô mai, gà rán sốt cay đang rất thịnh hành tại Sài Gòn và được rất đông đảo giới trẻ yêu thích. Món gà rán nổi tiếng tại Mỹ với các thương hiệu lớn như KFC, McDonald's, giờ đây đã được cải biên thành nhiều loại gà rán thơm ngon với nhiều loại sốt cay, sốt béo làm phát cuồng các bạn trẻ sành điệu. Cơ hội kinh doanh các mô hình gà rán Hàn Quốc, gà rán sốt cay, sốt phô mai là rất lớn, dễ dàng đạt hiệu quả cao khi đầu tư kinh doanh. Chị Loan hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy tiềm năng kinh doanh các mô hình thức ăn nhanh hấp dẫn này, chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết chế biến các món gà rán kiểu Hàn Quốc. Tôi tên Loan, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi qua cái quá trình tìm hiểu thì tôi biết thầy Y là giảng dạy về các món như gà rán và các nước sốt đó, Hàn Quốc. Tôi hy vọng là sau buổi học này tôi về tôi sẽ mở quán gà rán Hàn Quốc. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món gà rán nổi tiếng này. Một ngày đầu tháng 6 năm 2002 thì chị Loan đã tìm đến thầy để học cái nghề là gà rán với là các loại sốt, sốt cây và sốt phô mai. Thì đây là một cái món phải nói là rất là hấp dẫn cái giới trẻ. Và hiện nay cái món gà rán được cải biên khi mà chiên ra và nhúng các loại sốt. Thì thầy hướng dẫn 6 loại sốt để các bạn ứng dụng vào trong cái gà rán. Thầy Y đã truyền dạy cho chị Loan cách lựa chọn thịt gà, cách ủ gà, lăn bột, chiên gà và nhúng sốt, tạo ra những món gà rán thơm ngon và hấp dẫn. Thì để làm gà rán ngon thì phải nói là từ cái nguyên liệu, từ cánh gà, rồi đùi gà, cũng như là gà viên. Thầy hướng dẫn cách xử lý sơ chế, rồi cái cắt thái để đưa ra những cái và bảo quản nguyên liệu. Rồi cách pha bột để nhúng cái gà. Đó, rồi cũng như là cái cách chiên gà ha, cái nhiệt độ chiên, thời gian chiên rất quan trọng. Đó, thầy hướng dẫn cặn kẽ cái cách. Đó, rồi cái cách chiên xong rồi nhúng và đưa ra những cái hộp để có thể là kinh doanh và bán hàng mang đi cũng như là ăn tại chỗ. Sốt nhúng rất đa dạng để khách hàng lựa chọn như sốt phô mai, sốt cay, sốt trứng muối, sốt chua ngọt, sốt bơ tỏi, sốt tương, sốt chua cay. Qua cái buổi học này thì tôi thấy là thầy Y dạy rất là tận tình và chi tiết, dễ hiểu và cũng dễ làm. Sau khi thử các cái loại nước sốt thì thấy cái hương vị của nước sốt thì rất là khác biệt, rất là hài lòng. Thì tôi rất là cảm ơn thầy về cái món gà rán sốt Hàn Quốc này. Cách bảo quản sốt, cách bảo quản gà để sử dụng cho nhiều ngày, cách sản xuất và bố trí quầy bán hàng theo hướng công nghiệp giúp cho việc chuẩn bị kinh doanh với mức chi phí thấp, giảm thiểu nhân công rất đáng kể và đặc biệt là tốc độ bán hàng rất nhanh chóng. Thì cái nghề gà rán phải nói là cái nghề rất là khó, đòi hỏi cái bí quyết và phải xử lý rất là một cách rất là kỹ lưỡng thì mới đạt được cái chất lượng, cái đẳng cấp của món ăn này. Thầy tin là chị Loan thì nắm bắt tất cả những cái quy trình của thầy và chị ứng dụng kinh doanh sẽ rất tốt tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Qua cái buổi học gà rán này thì tôi thấy là tôi sẽ tự tin sẽ mở quán gà rán Hàn Quốc để kinh doanh. Cuối cùng thì tôi cũng cảm ơn thầy đã dạy rất là nhiệt tình. Tôi cảm ơn thầy rất là nhiều cho tôi có được cái cơ hội để làm học trò của thầy. Phương pháp giảng dạy của thầy Y rất khoa học và dễ làm, tạo ra những món gà rán đẳng cấp. Giờ đây, chị Loan đã nắm bắt tất cả các phương pháp, bí quyết các món ăn thơm ngon và có thể tự tin triển khai kinh doanh mô hình gà rán ngay tại Sài Gòn.